Quảng Sơn xin chào bà con ha. Hôm nay Quảng Sơn sẽ trả lời là máy đo huyết áp tại nhà cho cả nhà mình tham khảo. Thì hiện tại là có những dòng máy đo huyết áp giống như là đo huyết áp để dành cho công tác du lịch là đeo ở cổ tay, ví dụ như dòng này gọn nhẹ và đương nhiên ở gia đình vẫn có thể xài được nha. Nhưng mà thường cái dòng này á, là mình đã có cái máy đo huyết áp đầu tiên như đeo ở bắp tay rồi, mình hãy sử dụng thêm một cái này nữa để dành cho công tác du lịch gọn nhẹ. Còn nếu mà dành cho gia đình thì Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình nên chọn cái dòng to to như thế này nè. Thứ nhất to thì nó sẽ có cái độ bền hơn, và thứ hai là đo cái dòng quánh gần tim, độ tin cậy nó sẽ cao hơn. Còn cái dòng cổ tay thì nhiều khi nó xa tim đó, thì dành cho những người còn trẻ hoặc đi công tác du lịch thôi, mình vẫn để ngang tim thì nó hơi hơi khó đo, cái tư thế đo hơn xíu đó, mình phải chú ý một chút. Còn cái này lúc nào cũng còn vẫn ngang tim. Và cái tiếp theo là máy đo huyết áp gia đình thì cần cái gì? Thứ nhất là đo về vòng quấn bắp tay, và cái thứ hai là nó to để bền và đo được nhiều người. Và nếu mà giống như mình chỉ đo đơn giản ở nhà mình thôi thì nó chỉ có một nút đo và tắt để kiểm tra huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim. Còn nếu mà mình muốn mua cái dòng nó cao cấp hơn một xíu thì nó sẽ có thêm bộ nhớ nè, ngày giờ nhớ, ví dụ giống như ở nhà có ông bà đo để lưu lại đó, rồi sau khi mà mình đi làm về mình có thể kiểm tra cái huyết áp của ba mẹ mình, ông bà mình có thể xem lại được. Bên cạnh đó thì nó còn có những cái chức năng cao cấp hơn là kiểm tra rung tim đập bất thường nè, và dòng cao cấp hơn nữa là rung tâm nhĩ cảnh báo sớm đột quỵ. Cả nhà ha, ví dụ giống như dòng máy đo huyết áp của Myroline này nè, có chức năng cảnh báo sớm đột quỵ luôn đó. Thì giá thành nếu mà như gia đình mình xài mà tiết kiệm á, thì tầm dưới 1 triệu là cũng được máy là bảo hành 5 năm. Và tùy theo hãng nha, có hãng thì sửa chữa, còn như Myroline là được bảo hành 5 năm đổi máy mới nếu lỗi trục trặc cho nhà sản xuất, và sau 5 năm vẫn được sửa chữa hỗ trợ. Rồi nếu mà những dòng máy mà trung bình á, nhiều người xài thì nó sẽ có thêm bộ nhớ ngày giờ và kiểm tra tim loạn nhịp, thì nó tầm khoảng tầm 1 triệu tư tùy theo hãng ha. Còn cái dòng máy như của Myroline dòng cao cấp hiện giờ thì trên 2 triệu mốt là đã có kiểm tra sớm đột quỵ rồi đó. Thì Hoàng Sơn khuyên nếu cả nhà mình mua cái máy huyết áp đầu tiên thì nên mua dòng bắp tay, và đương nhiên tùy theo cái nhu cầu của mình mà mình chọn cái dòng máy giá thành cỡ nào, thì cả nhà mình có thể gọi điện trực tiếp đến Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới, hoặc là xem các video về cách lựa chọn thiết bị y tế tại nhà cả nhà ha. Rồi tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.